Quý vị và các bạn thân mến, đường dân sinh dọc hai bên quốc lộ 1A trên địa bàn phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thời gian qua đã có lưu lượng phương tiện giao thông tăng đột biến. Nguyên nhân là do khu vực này tập trung nhiều khu dân cư, bến xe, trường học, bệnh viện, vân vân. Tuy nhiên, hệ thống cống thoát nước ở khu vực này được thiết kế chưa phù hợp, từ nhiều tháng nay đã có dấu hiệu xuống cấp gây nguy hiểm cho người đi đường. Di chuyển qua hầm chui ngang quốc lộ 1A, đoạn gần bến xe trung tâm thành phố Cần Thơ, gặp những nắp cống như bẫy này, người đi đường sẽ không khỏi giật mình, đánh vội tay lái để né tránh. Chưa kể là khi tối trời sẽ hạn chế tầm nhìn, những nắp cống xuống cấp sẽ thật sự là mối nguy, rất dễ xảy ra sự cố đáng tiếc. Người dân cư ngụ gần đó chỉ có cách làm hiệu cảnh báo người tham gia giao thông như thế này. Người nó ban ngày không có sao, ban đêm này bị lạ đây bị chứ đây quen người ta dòm ta biết rồi, chứ sửa lại cái chân vô cái con đường nước không. Trời mưa nó ngập. Nói chung mà mấy bữa mưa này kia cũng nguy hiểm lắm. Thì có khi chắc tối khúc này nó không có đèn nữa, chạy cũng nguy hiểm lắm. Mà thường xuyên á, xe tải đi ngang chỗ này nó hay bể lắm. Cũng mong là bên chính quyền á, thường xuyên xem rồi sửa lại cho bà con đi cho đỡ nguy hiểm. Qua phía bên kia hầm chui, hệ thống thoát nước cặp đường dân sinh được thiết kế không có nắp đậy. Nhiều đoạn cống bị cỏ cây mọc tùm che bít. Đoạn từ khu dân cư Mặt Trời Đỏ đi vào có diện tích hẹp nhưng mật độ lưu thông cao. Phần miệng cống thoát nước lại nằm sát mặt đường như thế này. Tuyến đường này nó tuy nhiên là nó hẹp nhưng mà xe tải qua lại hơi nhiều. Như cái cống này nước ngập lên á, không có lắp đậy nên xảy ra tai nạn thường xuyên. Chạy lọt cống luôn, cũng 5-6 chiếc đưa con đi học nhiều quá, rồi nó xe lớn nó chen vô nó kẹt. Có lúc mà kẹt từ đây tới kia luôn á. Vừa qua cũng có một chiếc xe taxi thì cũng do là tình trạng xe đông quá thì hai bên tránh thì cũng lọt vô xuống cái cống này, thì cống cặp cái đường dân sinh. Thường người dân đi vào ban đêm thì những nắp cống này rất nguy hiểm, thì xe nó sẽ sụp xuống là gây tai nạn giao thông cho người dân. Thì cũng đề nghị cấp trên nên có cái hướng giải quyết dứt điểm cái tình trạng này. Tình trạng hệ thống thoát nước hư hỏng, không có nắp đậy, vô tình trở thành những cái bẫy gây nguy hiểm cho người đi đường. Nếu để tình trạng kéo dài, có thể xảy ra những hậu quả khó lường, nhất là đoạn đường này xe cộ qua lại đông đúc.